Bây giờ em xin phóng sanh số tôm cá tép này cho hương linh của ba chị Phượng ở Tây Đức. Giờ rồi, một rổ có rất nhiều cá nâu nữa, rất là đẹp. Dạ, bây giờ mình sẽ phóng sanh nha. Ô, Honey, con rái cá chó. Này, con này là chó cá, con này là rái cá, con này là tiên cá. Mà con rái cá nó cành anh, nó không cho chó cá lên vai. Buồn. Hôm nay không, đi không. Cho con lên thuyền. Đi, lên thuyền. Hôm nay nãy giờ cũng bơi vòng như mấy cây số rồi ha hôm nay. Rồi. Phóng xanh nha. Quan cho em camera xu quên. Tí tí. Dạ. Dạ rồi. Vậy là em đã phóng sanh xong luôn hết số tôm cá tép này rồi. Một chú tôm đang bơi rất là dễ thương. Một chú tôm rất là dễ thương. Đang trong tầm ngắm của con Ti Ti không dạ? Ti Ti là một chú rái cá rất là từ bi nha thưa các anh chị cô bác. Em ấy chỉ ăn những tôm tép cá chết thôi. Những con vật sống Ti Ti sẽ không bao giờ ăn đâu, đúng không Ti Ti? Dạ, chở em vô luôn cũng được cho nhanh, trả tiền cho người ta. Chứ không phải rác thải nhựa hả? Bây giờ mình đem về luôn. Đem lên đây. Rác thải nhựa xong lên hết. Rồi lên thuyền luôn Ti Ti. Lên luôn đỡ cọc. Thank you.
tiên cá lên thuyền kiểu này toàn. Tí, bắt con. No, nó không chịu lên thuyền. Nó thấy em lên đó. Rồi, núp đi. Núp anh Tèo. Sợ anh Tèo. Sợ anh Tèo bắt bán hả? Trốn vô đây nè, trốn vô đây. Trốn vô đây rồi, trốn vô. Hai đi. Trốn vô. Nó luôn chuẩn bị một tư thế là phóng, bỏ chạy. Anh Tèo ảnh hiền mà. Anh Tèo hỗ trợ chúng ta đi phóng sanh nhiều lắm á Ti, đừng sợ. Đợi mình sắp về nhà. Mọi người ơi, nhớ đợi nha. Có cá để sống nha. Lên lấy tiền nè. Ôi giời. Cho cá, cá, tiền cá, thuyền này đúng là thuyền. Thuyền bát nhã luôn á. Thuyền phóng sanh. Mà tôi biến hình người chết mà không biến hình người được. Dạ vậy cho em mượn. Dạ 500 đi. Dạ. Bữa nay em có đem tiền mặt á. Hồi em về em gửi lại. Anh lấy tiền mặt không? Hả? Hồi em về đưa tiền mặt, lấy tiền mặt. Dạ. Em có tiền mặt. Em đã chuẩn bị cho một chương trình phóng sanh cho tại để tiền mặt để đi ở ngoài sông á, có người nào người ta bắt á mình mua có tiền mặt trả. Tại tiền phóng sanh là tiền nữa đủ không á? Dạ chắc 500 đủ rồi. 500 đủ. 500 là trả cho cái ông kia 300 ngàn á. Còn mấy người kia em nghĩ chắc họ cũng bắt được cỡ 200 ngàn. Chưa biết. Chị hai sao không gọi được? Ủa chị. Ờ, gọi mẹ hai ba cũng được. Vậy thôi.